Venezuela, đất nước mà lạm phát rất kinh khủng. Nước Venezuela, lại là Scoot Gambit, cái cú ưa thích của ZTC. Phen luôn. Đây nếu mình ăn lên thì tốt ăn lên và đen sẽ đưa xe ra tấn công. Chơi bài đấy với ZTC à? May mà mình đã nhìn thấu. Láo thật. Đi nhanh như máy vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn tượng vào và hậu sẽ dã luôn vào. Chạy rồi. Tưởng thế nào? Về đấy. Xem chạy đâu. Về đây có lẽ là trắng cũng nhảy mã về đây. Ô, bẫy tượng mình lên đây một nước thì tượng ra đây và đẩy tiếp tốt lên bẫy tượng. Bắt đầu cầu thủ Venezuela bắt đầu đi chậm lại rồi. Mấy lúc đầu anh đi nhanh như máy vậy. Nếu thắng cái này anh sẽ lên Elo 2000. Tuyệt vời. Và chết thành công sẽ là người ngăn anh làm điều đó. Lúc này anh nghĩ rất sâu. Đang ủ mưu gì đây không biết. Đuổi mã trước. Ăn thì tượng sẽ ăn à. À hay là muốn nhảy mã vào đây. Này thì nhảy vào này. Vẫn phải chạy một con và chấp nhận mất một con. Vào xe mình sẽ ăn hậu chiếu. Vào hậu đuổi bỏ xe luôn. Đối đánh không ngại va chạm của cầu thủ Venezuela. Đúng là một ván đấu hấp dẫn. Sẽ thành công với lợi thế 2 điểm. Tuy nhiên thì cầu thủ Venezuela lợi thế 1 phút trong game. Chưa thể nói trước được ai sẽ chiến thắng.
Giờ CTC buộc phải đi nhanh lên. Có thể anh sẽ mắc sai lầm. Ra hậu. Ba mươi chín giây cho CTC. Cao thủ Venezuela đã bắt đầu đi nhanh lên. Vâng, anh em đầu đi chậm lại rồi. Thực sự CTC sẽ phải đẩy tốt lên, không có sự lựa chọn nào khác. Giờ nếu chui tượng vào đây thì sao? Chạy hậu thôi. Một phút 13 giây. Cao thủ Venezuela dường như muốn chơi tất tay vào này. Nghĩ rất sâu. Được ăn cả ngã về mò. Chưa biết anh đi nước nào. Hy vọng sẽ là chui tượng ở đây. Khi đó mình sẽ đưa hậu ra D5. Hòa tham rồi. Nước block. Block cao thủ Venezuela lại. Tiếp sau sẽ là nước đổi hậu. Nước chiếu đã nằm trong sự tính toán của CTC. Bây giờ quê CTC đã phòng thủ thành công. Tuyệt vời.